Những ai muốn chứng đắc đạo, giác ngộ Phật Pháp, phải là người có đức tin và sự tự tin làm nền tảng. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của Phật Pháp như sau. Phật, người biết, người có được sự thuần khiết, sự chiếu sáng và sự bình an trong tâm. Pháp, những tính chất thuần khiết, chiếu sáng và bình an phát sinh từ giới, định, huệ. Thế nên, người đắc đạo là người trau dồi và phát triển giới, định, huệ. Đi theo Phật Pháp. Những người muốn đi về nhà là những người không chỉ ngồi đó mà suy nghĩ về chuyến du hành của mình. Họ phải trải qua tiến trình du hành từng bước một và theo đúng hướng. Nếu họ đi sai đường, họ có thể gặp nhiều khó khăn như đầm lầy, hầm hố hay những chướng ngại khác. Họ cũng có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm và có thể sẽ không về được đến nhà. Những người đã về được đến nhà có thể nghỉ ngơi và ngủ một cách thoải mái. Nhà là một nơi khoan khoái đối với thể xác và tâm trí. Nhưng nếu người du hành đó thay vì đi về nhà, họ lại đi quá căn nhà của họ hay chỉ đi chung quanh nó, họ sẽ chẳng nhận được lợi ích gì từ chuyến đi nhọc nhằn của họ. Cùng thế ấy, chứng ngộ Phật Pháp là một việc làm mỗi chúng ta phải tự mình làm lấy, bởi không ai có thể làm điều đó cho chúng ta, và chúng ta phải đi đúng đường, con đường của đức hạnh, thiền định và trí huệ cho đến khi chúng ta đạt được một đầu óc thuần khiết, chiếu diệu và bình an. Đây là kết quả của hành trình tầm đạo của chúng ta. Nhưng nếu một người chỉ có kiến thức từ sách vở và kinh điển, chỉ nghe thuyết pháp và tụng kinh, có nghĩa là chỉ có bản đồ và kế hoạch cho cuộc hành trình, kẻ đó sẽ chẳng bao giờ biết được sự thuần khiết, chiếu diệu và bình an trong tâm. Dầu anh ta sống cả trăm kiếp nữa, kẻ đó sẽ chỉ lãng phí thời gian và không bao giờ nhận được lợi ích từ sự tu hành. Vị thầy chỉ có thể trình bày đạo pháp, cho nên chúng ta tầm đạo bằng sự tu hành và có được kết quả hay không tùy thuộc hoàn toàn vào mỗi chúng ta. Sau đây là một cách khác để nhìn vào sự việc này. Sự tu hành giống như những lọ thuốc mà vị y sĩ đưa cho bệnh nhân của mình. Lọ thuốc có chỉ dẫn cách dùng trên mặt, nhưng nếu bệnh nhân chỉ đọc phần chỉ dẫn, ngay cả đọc tới đọc lui cả trăm lần, họ cũng sẽ chết. Họ sẽ chẳng nhận được lợi ích gì từ lọ thuốc đó. Và trước khi họ chết, họ có thể chơi trách rằng vị y sĩ đó không đủ giỏi, rằng ông ta chỉ là một lăng băm, rằng thuốc không công hiệu. Tuy nhiên, tất cả những gì họ đã làm là xem xét lọ thuốc và đọc phần chỉ dẫn mà không làm theo lời khuyên của vị y sĩ và uống thuốc. Nhưng nếu bệnh nhân thật sự làm theo lời của vị y sĩ và uống thuốc đều đặn như được chỉ dẫn, họ sẽ bình phục. Nếu họ bị bệnh nặng, họ có lẽ phải uống rất nhiều thuốc, nhưng nếu họ chỉ bệnh nhẹ thôi, thì chỉ cần uống một chút thuốc là khỏe rồi. Cho nên, nếu chúng ta phải dùng rất nhiều thuốc, đó là vì chúng ta bị bệnh quá nặng, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Các vị y sĩ kê toa thuốc để loại trừ bệnh khỏi cơ thể. Giáo lý của Đức Phật được đưa ra để chữa lành những căn bệnh của tâm, để mang nó trở lại tình trạng lành mạnh nguyên thủy của nó. Vì thế, Đức Phật có thể được xem như là một y sĩ, người kê toa thuốc để chữa trị tâm bệnh. Ngài mới thật là vị y sĩ tài tình nhất thế gian. Mọi chúng ta đều có một vài thứ tâm bệnh nào đó. Khi bạn nhìn thấy những thứ tâm bệnh này, tìm đến Phật Pháp như sự nâng đỡ, như là liều thuốc chữa trị cho bạn, không phải là điều khôn ngoan nhất hay sao? Bạn không đi con đường của Phật Pháp bằng thân thể của mình, bạn phải đi bằng đầu óc hay tâm của mình. Những người đi trên con đường có thể được phân chia thành 3 trình độ. Trình độ đầu tiên bao gồm những người hiểu rằng họ phải tự mình tu hành và họ biết cách tu hành. Họ nương tựa vào chỉ dẫn của vị thầy. Những người này không còn lệ thuộc vào những tập tục cổ truyền, mà họ dùng lý trí để xem xét bản chất của thế gian. Đây là nhóm người Phật tử. Trình độ thứ hai bao gồm những người đã tu hành cho đến khi họ đạt được một đức tin vững chắc vào giáo lý của Phật Pháp Tăng. Họ cũng đã liễu ngộ bản chất thật sự của vạn pháp. Những người này dần dần giảm thiểu mọi sự ràng buộc và dính mắc. Họ không bám chặt vào sự việc và sự hiểu biết Phật Pháp của họ đã đạt đến một mức độ thâm sâu. Tùy vào trí tuệ và mức độ xả bỏ của họ mà họ được xếp vào hàng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm hay A Na Hàm, hay nói chung là những thánh nhân. Trình độ cao nhất là những người làm sự tu hành đã chuyển thân, khẩu, ý của họ đến cảnh giới của Phật. Họ vượt trên thế gian, không còn phải trở lại thế gian và không còn bất cứ sự ràng buộc và dính mắc nào nữa. Họ là những A-la-hán, là những thánh nhân đã đạt quả vị Niết Bàn, đoạn duyệt sinh tử.